Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hương Giang xuất hiện cực xinh đẹp khi hội ngộ 6 cựu hoa hậu chuyển giới quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm tổ chức, Hương Giang vinh dự được mời trở lại Thái Lan làm giám khảo cho đêm chung kết Miss International Queen 2020. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ của mình và liên tiếp tạo được dấu ấn khó phai trong lòng khán giả trong suốt 2 năm qua, Hương Giang rạng rỡ hội ngộ với những cựu hoa hậu của Miss International Queen để tập duyệt cho màn xuất hiện hứa hẹn sẽ hoành tráng và bùng nổ trong đêm chung kết. Người hâm mộ vô cùng phấn khích vì được chiêm ngưỡng nhan sắc mộc của những nàng hậu. Mỗi người đều đẹp tươi tắn và toát ra thần thái nữ hoàng. Các hoa hậu mặc dù đã đăng quang từ 10 năm trước, nhưng sắc vóc hiện tại vẫn tươi trẻ và đầy sức sống. Hương Giang dù bận biểu với những dự án cá nhân cùng sắp xếp thời gian sang Thái sớm hơn 2 ngày để giao lưu với các ứng viên năm nay và chuẩn bị cho màn tái xuất thật hoàn hảo trên sân khấu đêm chung kết sắp tới. Bên cạnh đó, với sự xuất hiện của Hương Giang, nhiều khán giả mong chờ rằng cô nàng sẽ mang đến cho Hoài Sa một điểm tựa tinh thần vững chắc với những lời động viên và chia sẻ trước phần thi quan trọng. Trước khi lên đường chinh chiến, Hoài Sa đã có buổi gặp mặt với Hương Giang để lắng nghe những lời khuyên về cuộc thi và nhận được sự ủng hộ rất nồng nhiệt. Hoài Sa, đại diện Việt Nam năm nay luôn thể hiện phong độ thi đấu quyết liệt và xuất sắc hoàn thành vòng bán kết vừa qua. Trên các truyền trang sắc đẹp quốc tế, khán giả đưa ra những đánh giá rất tích cực và dự đoán Hoài Sa sẽ góp mặt trong top 3 chung cuộc. Chính vì vậy, các fan quê nhà ngày càng có niềm tin rằng cô nàng sẽ tỏa sáng tại đêm chung kết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.